Chào các bạn, đây là cái hình ảnh khách hàng đó. Bác sĩ sẽ cho các bạn xem nhé. Thì đây khách hàng, các bạn sẽ thấy là về cái chiều dài của cái mũi á, thì khách hàng này đã có cái chiều dài đủ rồi. Đây, chiều dài đủ rồi, chỉ thiếu là cái phần sống và cái đầu mũi nó hơi bị thấp, nó không có cái độ nhô của nó. Cái phần xương đây, cái phần chút xíu xương nó hơi bè bè chút xíu, thì cái phần xương này mình sẽ dùng sóng dao siêu âm á, mình ép cho nó nhỏ lại quá. Bác sĩ có thể phân tích thêm ảnh thực tế của khách hàng. Đây cái phần xương, cái phần đây mình nó ép nó gọn xuống nè, nó lún xuống. Cái phần này sau cái khoảng thời gian sau nó sẽ xẹp xuống nữa. Cái này do nó còn sưng bên trong nha. Còn cái phần sống thì như mọi khi bác sĩ nói là bên bệnh viện mình thường đặt cái sống sát vô cái phần xương á, nên các bạn sẽ lắc nó sẽ không có di chuyển nhiều. Đây, dính sát vô cái xương. Nó cố định ngay trong đó luôn nha các bạn. Mình cột nó luôn. Thì nó hạn chế tối đa cái tình trạng mà là sống do nó sưng sau khi phẫu thuật. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.